Đây là cận mình đi làm về mùa đông. Từ chỗ làm chạy về nhà đi thì tầm 22 phút, về thì tầm 40 phút. Đi thì vắng, về thì nó dính đèn đỏ, đông. Hôm nay là tuyết rơi. Giữa tháng 3 rồi mà tuyết còn rơi. Tháng 4 còn tuyết. Cuối tháng 4 là hòa mai mới. Cuối tháng 4 là hòa mai nó mới hết tuyết được. Không tuyết. Lai rai. Bên đường là cây cối là nó ngủ đông hết, cây nào nó cũng chết. Đến mùa xuân thì nó sẽ phát triển trở lại, xanh tươi tốt trở lại. Trái không được, đi thẳng không được. Thẳng tuyết đây. Mọi người nhìn thấy tuyết không? Đây là cánh đồng, những cánh đồng tuyết. À, cánh đồng này thì là về mùa hè, về mùa xuân thì nó cây cối trồng bắp. Trồng bắp, trồng dưa, trồng đậu, đậu nành. Trồng bí. Còn về mùa đông thì ở Canada thì đất đai nó chỉ là phì nhiêu, phân bón tốt. Vì là đa số cây nào nó cũng là đất đai thì nó chỉ là hoạt động được 4 đến 5 tháng thôi. Tầm từ tháng 5 đến cỡ tháng 10 là đất đai nữa là nó phì nhiêu. Còn lại là nó đông băng hết rồi. Từ tháng 11 cho đến cuối tháng 4 đất hầu như là nó ngủ đông luôn đấy. Nhưng đất đai là đất là phân là ngủ đông. Vì thế là hoa màu ở bên Canada thì nó rất chi là tốt. Nó tốt mà nhưng là cỏ nó cũng tốt mà cây cối nó cũng tốt. Vì nó ngủ đông mà. Đây là mình đi ngang qua cái này là những cánh đồng ngô. Đây là những cánh đồng ngô á. Vì con đường là mình đi làm hàng ngày. Mình đi làm thì có 2-3 đường rồi, nhưng mình hay đi đường này. Mình đi đường farm. Vừa ngắm được cái cảnh thiên nhiên. Mà vừa chạy được tốc độ cao nữa. Đường này mà không có tuyết thì chạy 100. Đường này có tuyết thì chạy 70-75. Cảnh vật rất chi là nhìn nó như là người gọi là chi là heaven.
hi hút. Phần phụ là màu trắng không à? Tuyết, hai bên đường đều là tuyết cả. Cho mình đặt cái máy quay đến ngoài để nó dựa, mình vừa lái xe cho nó an toàn. Mình dí qua bên này bên kia là mình zoom bên này bên kia là nó rất chi là đẹp. Đó, nhìn xe. Xe lốp này thì lốp xe mùa này thì đi đa số là ai cũng đi lốp gai nhiều, lốp mùa đông á, đồ bám tốt. Mùa hè thì lốp cát, lốp này nó nặng hơn một xíu. Mùa đông cẩn thận, mùa đông á, cây cối là cây nào mùa đông á. Những cái này là những cái farm, những cái nhà farm. Xe nào người ta cũng xe nào cũng chạy chậm hết đường. Trời mà thời tiết nó tốt đó, đường này là chạy 90% không á. Đó, mọi người nhìn thấy không, cảnh vật Canada này. Đường này là con đường quen thuộc. Mùa hè thì mình đi câu cá, đi đường này. Mình muốn chuyển qua thành phố này mà, thành phố Cambridge. Mình chuyển qua đây mình ở. Ngày xưa mình đi làm thì rất là gần. Mình đi làm thì tầm ngày xưa mình ở bên thành phố bên này á, thì mình đi làm khoảng 4-5 phút à. Bây giờ mình đi qua thành phố này mình khác sống. Nếu mình vẫn còn làm ở thành phố cũ, từ từ là mình sẽ kiếm việc khác, mình làm ở bên thành phố mới này. Thì mình từ từ cái gì cũng là mình mua nhà xong rồi cho nó việc nó ổn định á, cho nó ổn định một thời gian rồi mình sẽ tiến tiếp. Cái gì cũng phải có thời gian hết, không vội được đâu. Con đường này nó rất chi là về mùa hè thì nó rất chi là đẹp. Cỏ thì mấy cái đồng cỏ hai bên vẫn là đầu nần, bắp rồi là bí. Đầu nần đấy, người ta bên này người ta trồng đầu nần nhiều. Con lúa mật, còn mấy cái đồng lúa mật nữa. Tuyết mà rất là nhiều, nó rơi tuyết, giờ là giờ đang rơi tuyết mà. Vì thế xe nào nó không chạy chậm. Đường này thường thường mà không có tuyết là phi 101-102 đó. Đây mình đi làm là mình đi đường farm, cho nó nhanh. Giữa tháng 3 đó mà tuyết này. Tháng 4 vẫn còn. Con năm là cuối tháng 4 vẫn còn tuyết mà. Tuyết mà còn gió này. Tuyết mà mưa thì nó rơi xuống thì nó tan. Trời hôm nay một lần mà tại tấm đồ gì đấy, mình đi đường farm thì nó mình đi tắt ra đường này. Không mình mà không đi tắt đường này thì đường này nó hay bị dính mấy cái đèn đỏ, nó hay bị kẹt.
Nam thì thành phố khác, tầm tầm là khoảng 22 cây. Mình đi làm 22 cây, không gần mà không xa, đi lại được. Không hoàn toàn là mình đi làm vườn á hả, một mình đi làm vườn á hả, mình đi làm vườn thì mình đi thậm chí là 120 cây, 130 cây là bình thường, cả đi cả về, thậm chí có hôm đi cả về 300 cây làm vườn. Mình muốn đánh bắt xa vờ. Thì cũng là cuộc sống mà. Thì mình đi làm thì mình xa quá thì mình vẫn xin thêm một ít tiền xăng thôi. Thuần rượu mình và các trụ đi làm vườn thì nó cũng là mùa này, là hết mùa đông mà bắt đầu mùa xuân là bắt đầu mình là nhận job đi làm vườn. Chào mọi người nha, mình đi về tranh thủ đạp về đó. Đường trơn thì trơn này. Bây giờ 5 giờ kém rồi. 5 giờ về đến nhà, về đón con tầm tầm 10-15 phút nữa đến đón con. Cho nó ra trên tuyết xíu. Rồi bye bye mọi người nha. Canada đây. Cái này buổi chiều còn đỡ ấy. Tối đi phê lắm, buổi sáng đi làm mà phê lắm. Thôi xin bye bye mọi người.